Trong suốt thai kỳ, thai phụ thường gặp rất nhiều triệu chứng khó chịu, trong đó có chứng khó thở khi mang thai. Chứng bệnh này làm nhiều mẹ bầu cảm thấy sợ hãi, lo mình bị bệnh nặng, sợ thai nhi bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ chỉ ra các nguyên nhân và cách khắc phục cho mẹ bầu cảm thấy mọi chuyện thật dễ dàng. Mẹ bầu nên chọn những trang phục thoải mái giúp bạn thở dễ dàng hơn. Quần áo chật ở phần giữa ngực có thể gây cản trở hệ hô hấp của bạn, nên tăng cường nghỉ ngơi, di chuyển và làm việc với tốc độ chậm, tránh lao động nặng nhọc, quá sức. Nên hoạt động bằng cách đi lại nhẹ nhàng và làm những việc nhẹ trong nhà. Khi ngồi hãy cố gắng ngồi thẳng và đẩy vai của mình về phía sau để tạo điều kiện thuận lợi cho không khí vào phổi nhiều hơn. Ngồi ở vị trí này sẽ giúp phổi của bạn mở rộng và giảm đi áp lực cho cơ hoành. Khi đứng, bạn cũng nên giữ vùng lưng được thẳng, cong người lại sẽ khiến bạn khó thở hơn. Vào ban đêm khi ngủ, có thể kê vài chiếc gối nhỏ ở phần thân trên để tránh áp lực của thai nhi chèn lên phổi. Nếu như phát hiện khó thở với những triệu chứng bất thường sau, bạn cần đến gặp bác sĩ để điều trị. Khó thở đi kèm với da chân chuyển sang màu đỏ hoặc sưng to có thể là một trường hợp nguy hiểm đối với sản phụ. Bạn cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị của mình để được chăm sóc, điều trị ngay lập tức. Khó thở đi kèm với sốt hoặc ho có đờm xanh lá cây và màu vàng cũng cần phải thông báo ngay cho bác sĩ điều trị càng sớm càng tốt. Nếu bạn cảm thấy khó thở đột ngột hay thoáng qua trong vòng vài phút thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị sớm. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.